Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đúng ra phải xử từ vụ bổ nhiệm chức vụ thần tốc cho chính con gái mình năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một lần có những thông báo của Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn Bộ Công an, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng như tôi, đó là nửa mừng, nửa lo. Mừng là Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dưới sự chỉ đạo đốt lò của bác Trọng thì đang quyết tâm, quyết liệt và đi đúng hướng, phù hợp với mong mỏi của người dân trên cả nước. Loại bỏ những cán bộ yếu kém về phẩm chất, thoái hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa ra khỏi hệ thống chính trị. Chắc chắn quý vị cũng đã đặt ra câu hỏi, nếu không có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu Đảng ta không làm mạnh mẽ và Bộ Công an không quyết liệt như hiện nay, không quyết tâm như thế này, thì những quan tham sẽ phá nát bộ máy chính trị đến đâu, người dân sẽ còn khổ đến khi nào? Tại sao ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, bà con kêu cứu ròng rã nhiều năm trên mạng xã hội về tranh cướp đất, can thiệp của cán bộ cấp tỉnh, cấp bí thư xuống doanh nghiệp, xuống cơ sở với người dân như vậy mà không ai lắng nghe, không được giải quyết? Câu hỏi đó chắc chắn người dân ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đang rất vui bởi vì bà bí thư đã nhận đút lót và đã bị lộ rõ bản chất thật bị đưa vào lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư ăn hối lộ, chủ tịch ăn hối lộ thì có lý do gì không thành một hệ thống từ trên xuống dưới? Cho nên, thông tin bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt, đó sẽ là tin vui lớn với bà con nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tin vui không riêng của người dân huyện Yên Lạc, không riêng của tỉnh Vĩnh Phúc, mà tin vui cho nhân dân cả nước. Bởi vì những quan tham đã leo cao như thế này thì một khi bị vạch mặt thì đó là cả một quá trình điều tra làm rõ. Khi đó đã đủ chứng cứ để bọn chúng phải đền tội. Chúng ta mong rằng những quan tham như thế này để răn đe, ngăn chặn cho các quan tham khác ở trong Đảng, ở trong các cấp chính quyền mà họ muốn tham ô, tham nhũng, muốn rút ruột tiền của công trình, rút ruột tiền của nhà nước, chèn ép doanh nghiệp hoặc là cấu kết với doanh nghiệp như thế này, phải có mức án cao nhất. Chỉ có khung hình phạt cao nhất thì bọn quan tham mới run sợ, phải cần áp dụng những mức án tử hình bởi vì cả bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt về tội nhận hối lộ mà khung hình phạt cao nhất cho tội nhận hối lộ có mức án là tử hình. Vậy kính mong cơ quan có thẩm quyền cần áp dụng theo đúng pháp luật, tội đến đâu, xử đến đó. Nếu nhận hối lộ từ 1 tỷ trở lên, cần phải làm thí điểm để cho các bí thư, chủ tịch khác, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương khác không còn tơ hào nghĩ đến chuyện nhận đút lót, nghĩ đến tham ô, tham nhũng, chỉ có cách tận dụng mức án tử hình. Thì có lẽ đây mới là chìa khóa để đẩy lùi tham nhũng, để lấy lại lòng tin của người dân. Xin thưa quý vị và các bạn, người dân luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân luôn luôn tin tưởng, ủng hộ chính quyền. Nhưng chính quyền có những sâu mọt như thế này để chui vào trong bộ máy chính trị. Khi còn đương chức, họ nói thì hay lắm, giảng đạo thì hay lắm, luôn có những phát ngôn để đời. Nhưng họ luôn luôn làm theo lợi ích nhóm, lợi ích gia đình, cá nhân của họ. Còn riêng với quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt bây giờ là muộn. Nhưng chúng ta cũng thấy rất vui bởi vì đã loại được một con sâu ở trong Đảng. Đúng ra, chúng ta phải xử lý bà Hoàng Thị Thúy Lan ngay từ năm 2021. Lúc đó, bà ấy với cái quyền bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã họp thường vụ tỉnh ủy và ép những thường vụ viên bổ nhiệm thân tốc cho con gái ruột của bà là Trần Huyền Trang làm phó giám đốc sở. Sau khi dư luận xã hội lên tiếng phản đối gay gắt, bởi vì bà bí thư của một tỉnh đã bổ nhiệm thân tốc cho con gái mình ở tuổi 31. Như vậy là quá trẻ, không đúng quy trình. Trung ương đã cử đoàn thanh tra về, thanh tra và yêu cầu bí thư tỉnh ủy và thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc rút lại quyết định và yêu cầu thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiểm điểm. Thiết nghĩ rằng đây chính là dấu hiệu vi phạm của bà bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, là vi phạm vào những điều cấm mà đảng viên không được phép làm. Bà là một bí thư tỉnh ủy, lại có dấu hiệu lộng quyền, bổ nhiệm thân tốc cho chính con gái mình. Dấu hiệu này cần phải bãi nhiệm. Nếu chúng ta quyết tâm làm ngay từ năm 2021, thì có lẽ bây giờ bà Lan đã không đau đớn như hiện tại. Xin thưa quý vị và các bạn, và tôi lại nghĩ rằng để cho bà ấy ngập sâu, để cho bà ấy vi phạm, để bà ấy phải trả giá. Đây cũng là một điều răn đe cho các quan tham khác. Có lẽ điều đáng tiếc nhất, đó là một người đã phấn đấu lên tới bí thư của một tỉnh, mà giờ đây lại phải ngã ngựa, đau đớn như thế này. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng tiền thì bao nhiêu cho đủ, và tôi cũng thấy đó là đúng. Tiền thì vô cùng, nhưng đồng tiền chân chính, đồng tiền bằng trí tuệ, đồng tiền bằng cách làm nhân văn, bằng lao động trí óc hoặc là lao động chân tay đều là quý. Còn đồng tiền dọa nạt doanh nghiệp, cấu kết doanh nghiệp để chiếm đất của dân, nhận đút lót như thế thì không xứng đáng. Bí thư của một tỉnh không có phẩm chất bằng một người dân bình thường. Người dân họ cao quý lắm, những người công nhân lao động họ rất đáng trân trọng. Tôi cũng đang tiếc thay cho một số bộ phận cán bộ khi họ có quyền, có chức, họ phấn đấu, hoặc là họ mua, hoặc là bằng quan hệ. Nhưng nếu là huyện thì người ta cho rằng cái huyện đó là của họ. Nếu là tỉnh thì họ cho rằng cái tỉnh đó là của họ. Họ muốn làm gì thì làm, và cán bộ cấp dưới đều phải lựa theo làm theo ý của họ. Chính vì vậy, người dân mới bức xúc. Chính vì vậy, người dân mới bị vi phạm quyền lợi. Nhưng cái vi phạm của người dân thấp cổ bé họng không được ai quan tâm để ý tới. Tôi hỏi tại sao báo chí không vào cuộc, thì ra bí thư nhận đút lót, chủ tịch nhận hối lộ, thì báo chí nào dám đến đây để viết bài, phóng viên truyền hình nào dám đến đây mà phản ánh. Cho nên, những cán bộ bí thư bị bắt như thế này, chủ tịch tỉnh bị bắt như thế này, đây là một điều đáng quý, đây là một điều người dân ghi nhận, và đây là một tin mừng cho người dân cả nước. Cảm ơn Bộ Công an, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cảm ơn Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương. Quý vị hình dung để bắt một bí thư tỉnh ủy, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội và hơn nữa, bà ta còn có tiền, có quyền và có quan hệ rất sâu rộng. Thế nhưng, với chân lý, với quy định của Đảng, với sự quyết liệt của Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của Đảng ta, thì dù có bí thư hay là ủy viên Trung ương Đảng hay là có là ai đi chăng nữa, như Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, chống tham nhũng không có vùng cấm chính là đây. Tôi vui vì điều này và chắc chắn người dân cũng vui vì điều này, đặc biệt là người dân lao động ở huyện Vĩnh Tường, ở huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc đang rất vui bởi vì họ bị chiếm đất, họ được đền bù không thỏa đáng và quyền lợi của họ bị xâm phạm nghiêm trọng. Nóng, tướng Tô Ân Xô ban lệnh khét chốt sổ siêu án đại gia điếu cày, ông trùm Lê Thanh Thản toát mồ hôi tìm mọi cách đào tẩu trong đêm. Thưa quý vị, vậy là cuối cùng sau bao ngày đợi chờ, vụ án liên quan đến đại gia điếu cày Lê Thanh Thản sẽ được xét xử trong tháng 6 tới đây. Đây là thông tin mới nhất từ tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Và đây cũng là lần đầu tiên phía công an giải thích lý do vì sao vụ án này lại kéo dài đến tận 4 năm. Theo đó, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều qua, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản do cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thụ lý điều tra. Theo báo cáo của Công an Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Khi đó, nhiều người tưởng chưa khởi tố nhưng thực tế đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn và vẫn cho tại ngoại với ông Lê Thanh Thản, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin. Ngày 6 tháng 8 năm 2019 và ngày 21 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó khởi tố thêm 6 cá nhân khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các cá nhân này bao gồm ông Đỗ Văn Hưng, nguyên chủ tịch phường Kiến Hưng, ông Nguyễn Duy Uyển, ông Bùi Văn Bằng, cùng là nguyên phó chủ tịch phường, ông Nguyễn Văn Năm, nguyên chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, ông Vương Đăng Quân, nguyên phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, và ông Mai Quang Bài, cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng. Đây là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ 2019 đến nay, tướng Tô Ân Xô nhận định. Liên quan đến việc ngày 14 tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can liên quan đến vụ án của ông Lê Thanh Thản, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét xử các bị can trong tháng 6 tới. Trong cáo trạng mới ban hành hồi giữa tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty BIMES, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6C Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2012, dự án trên hoàn thành và được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống từ tháng 1 năm 2013. Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bị cáo buộc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với khối nhà cao tầng, sai phạm được chỉ ra là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tâm căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Với nhà thấp tầng, sai phạm là tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng vi phạm chỉ dưới đường đỏ. Viện Kiểm sát xác định dù dự án có nhiều vi phạm như trên, nhưng từ tháng 3 năm 2011, ông Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ. Cơ quan công tố cáo buộc ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng. Khách hàng không được cấp sổ đỏ, thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng. Số tiền này là thiệt hại của vụ án. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát xác định công ty BIMES xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng đã có nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu. Vi phạm này dẫn đến việc các căn hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở. Theo cơ quan công tố, những vi phạm trên diễn ra trong thời gian dài, nhưng các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thanh tra kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Theo như thông tin trên báo chí thì ông Lê Thanh Thản chưa bị bắt, khởi tố vụ án và bị can 4 năm rồi nhưng chưa bắt, và bây giờ Viện Kiểm sát mới truy tố, tức là sắp ra tòa. Tội lừa dối khách hàng ở cấp độ 2 có mức án từ 1 đến 5 năm, dự đoán là án 2 đến 3 năm. Có thể thấp hơn nếu như khắc phục hậu quả tốt, nhưng dự đoán là không có cách gì cấp được sổ đỏ cho khách đâu. Chỉ lạ cái là không thấy mở rộng điều tra sang dự án khác ngoài cái Kiến Hưng, hay là tại dân không kiện nên là không biết. Như khu Linh Đàm, VTV mới có phóng sự là trẻ con không có trường công để học, quá tải hạ tầng xã hội siêu nặng. Đáng chú ý hơn là các đồng chí thanh tra xây dựng, trật tự xây dựng quận phường cũng dính theo. Tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để con voi truy lọt lỗ kim mà không biết. Ông Thản có lẽ làm nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội nhiều nhất miền Bắc. Tất nhiên là kiếm tiền thôi, nhưng cũng có công cung cấp lượng lớn nhà ở cho người có thu nhập không cao, dù tiện nghi không được cao, tất nhiên. Bác Thản đen ở chỗ tầm này là tới thời của nhà ở xã hội, được tham gia gói 120.000 tỷ đồng. Thế nhưng đúng lúc thời tới thì lại bị truy tố. Ngoài ra, hệ thống khách sạn Mường Thanh cũng là nơi thư giãn tốt cho quý khách với dịch vụ massage full option. Có nhiều người hỏi, có phải đây là bác nọ thanh trừng bác kia không? Nếu đánh tội lừa dối khách hàng kiểu này, chắc 99% anh em bất động sản dính quá. Mua nhà mà 3 năm không lấy được sổ đỏ là có thể kiện tội này rồi. Chỉ cần không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng mua bán là cũng có thể bị tính là lừa dối khách hàng. Hầu hết các dự án bất động sản đều không thể đáp ứng đúng quy định về pháp lý để có thể thi công. Tất nhiên có yếu tố chủ quan do chủ đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận, và khách quan là thủ tục pháp lý quá rắc rối, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Nên chắc chắn 100% dự án có sai phạm, chỉ ít hay nhiều và cuối cùng có khắc phục được hay không thôi. Chém trước tậu sau, sửa trước và hoàn thiện thủ tục sau. Được biết, ông Lê Thanh Thản và tập đoàn Mường Thanh thuộc phe của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm Lào hồi tháng 2 năm 2019, khách sạn Mường Thanh Viêng Chăn của ông Lê Thanh Thản đã vinh dự được đoàn của ông Trọng chọn làm nơi nghỉ ngơi. Để tri ân Mường Thanh, người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã để lại những dòng chữ lưu niệm như sau. Trước đó, tháng 10 năm 2017, trong chuyến thăm khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, ông Trọng cũng đã làm bài thơ tặng khách sạn này như sau. Lần này lại đến Phương Đông, tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng, Mường Thanh. Cố lên các chị các anh, quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền. Nói thêm về ông Thản, ông sinh năm 1950, ngụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, xuất thân Nghệ An, khởi nghiệp từ tỉnh miền núi Lai Châu, lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi. Công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm 1987, sau đó vươn sang Lào. Đầu những năm 1990, ông Lê Thanh Thản khi ấy đang nắm trong tay một doanh nghiệp tư nhân làm về xây dựng ở Điện Biên, đã nhận thấy tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Năm 1993, ông tiến hành xây dựng khách sạn đầu tiên của tỉnh Lai Châu tại Điện Biên. Sau một năm thi công, khách sạn được đưa vào hoạt động năm 1994, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Biên. Thời điểm này, lượng khách đổ về Điện Biên quá đông mà nhu cầu phòng khách sạn không đủ để đáp ứng. Đến năm 1996, tỉnh Lai Châu đã đề nghị ông nhượng lại khách sạn Điện Biên, trao đổi với ông bằng một lô đất có giá trị khác. Chính từ lô đất này, ông đã xây dựng nên khách sạn Mường Thanh Điện Biên, tiền thân của chuỗi khách sạn Mường Thanh ngày nay. Năm 1997, Mường Thanh Điện Biên, khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản, chính thức đi vào hoạt động. Năm 2003, đánh dấu bước ngoặt trên con đường phát triển của hệ thống khách sạn Mường Thanh là quyết định chuyển hướng đầu tư về Hà Nội với sự ra đời của Mường Thanh Linh Đàm, Hà Nội. Năm 2012, Mường Thanh thành lập văn phòng điều hành, quản trị tập trung hoạt động các đơn vị trên cả nước, thống nhất theo tiêu chuẩn chất lượng và hình ảnh đồng nhất. Năm 2013, ông Lê Thanh Thản đã bàn giao vị trí tổng giám đốc cho con gái cả là bà Lê Thị Hoàng Yến, sinh năm 1987. Bà Yến tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính tại Đại học Birmingham và 7 năm tu nghiệp tại Vương quốc Anh. Dưới thời quản lý của bà Yến, Mường Thanh đã mở rộng hệ thống một cách nhanh chóng. Đến hết năm 2015, theo thông tin tự công bố, Mường Thanh có 35 khách sạn trên 30 tỉnh thành cả nước với 6.912 phòng, chiếm tới 10% số lượng phòng nghỉ, dịch vụ lưu trú trên toàn quốc. Năm 2016, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh khai trương khách sạn đầu tiên ở nước ngoài, Mường Thanh Luxury Viêng Chăn, Lào. Đây là lần đầu tiên Mường Thanh đưa mô hình kinh doanh vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Năm 2017, Mường Thanh được công nhận là chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương trong kỷ lục hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 33. Hiện theo thông tin trên website, chuỗi khách sạn Mường Thanh đang sở hữu 60 khách sạn, không tính 2 Mường Thanh Golf Club trên cả nước, bao gồm 24 Mường Thanh Luxury, phân khúc khách sạn hạng sang cao cấp nhất của Mường Thanh, 19 Mường Thanh Grand, 10 Mường Thanh Holiday, nhóm khách sạn cao cấp nằm ở các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng, 7 Mường Thanh Tiêu chuẩn. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh hiện nay là 2.799,25 tỷ đồng, sau lần tăng vốn vào tháng 9 năm ngoái. Lộ rồi, đây mới là điều nhạy cảm khiến nữ tướng Khơ So Hợp Khắp bị cấm họp quốc hội tới 2026, to gan luận tội cả thủ tướng vì quá liêm chính mà bị hạ ngay trên đài. Thưa quý vị, một sự thật chấn động được giới truyền thông bàn tán mà trước đây không ai dám nhắc đến là tại sao bà Khơ So Hợp Khắp bị cấm họp quốc hội giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Dư luận đồng loạt cho rằng liên quan đến các phiên chất vấn quốc hội vào chiều ngày hôm đó, sự chất vấn của nữ đại biểu quốc hội đến từ tỉnh Gia Lai luôn thu hút những diễn đàn của dư luận, đặc biệt mạng xã hội đã có rất nhiều những ý kiến cho hay rằng nữ đại biểu quốc hội đến từ tỉnh Gia Lai đã phát biểu hoàn toàn đúng khi lên tiếng bắt bẻ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Nguyễn Tuấn Anh. Ngoài ra, còn có một số các nhân vật khác như ông Bùi Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đó là chưa kể một trong các vấn đề nghiêm trọng hơn là việc nữ đại biểu quốc hội đến từ tỉnh Gia Lai đã công khai phản ánh ông Thủ tướng, lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, chất vấn về vấn đề văn hóa, tổ chức. Chúng ta có thể thấy rằng quốc hội đang trở nên ngày càng quyền lực hơn và khó tính hơn rất nhiều. Thông tin bà Ksor H'Bơ Khăp không tiếp tục ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 khiến dư luận đặt nghi vấn do liên quan đến những phát ngôn gây sốc, làm nóng nghị trường. Vậy thực hư thế nào? Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Với khả năng quyền lực của chính phủ mà đại diện là thủ tướng đã có quyền lực nhất, sau những phát ngôn mang tính luận tội như trên, người ta bắt đầu lo về tương lai của bà nữ nghị sĩ. Trong đó, nhiều ý kiến cho biết ngay ngày hôm đó, bà đã không thể phát ngôn bất cứ điều gì bởi một lý do đơn giản là bà đã bị cắt quyền phát ngôn của mình sau rất nhiều những ý kiến trái chiều nhằm vào các quan chức cao cấp của bộ máy chính phủ. Nghe Bộ trưởng phát biểu là thấy sai sai, là lời phản biện khá nhẹ nhàng của nữ đại biểu quốc hội Ksor H'Bơ Khăp. Bà không đồng tình với số liệu mong Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đưa ra về diện tích rừng tự nhiên đã tăng 1,3 triệu hecta trong 30 năm. Đây có lẽ là lời phản biện dựa trên các trải nghiệm cá nhân mà theo suy luận logic là chính. Dựa trên các trải nghiệm cá nhân, nữ đại biểu Ksor H'Bơ Khăp sống tại Tây Nguyên. Hơn ai hết, bà tận mắt chứng kiến việc rừng đại ngàn đã bị biến mất nhanh chóng như thế nào trong những năm qua. Theo dư luận logic, diện tích rừng tự nhiên khó mà tăng lên, trong khi các dự án nhà máy thủy điện nhỏ đã và đang được triển khai ngày một nhiều hơn. Mỗi dự án như vậy đều có thể phá hủy hàng trăm hecta rừng tự nhiên. Đó là còn chưa nói tới việc rừng tự nhiên còn phải nhường chỗ cho các dự án trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, mắc ca và cho sự khai phá để đáp ứng các nhu cầu dân sinh. Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp phản biện lại Bộ trưởng một cách nhẹ nhàng. Có thể đó là do cách diễn đạt mềm mại của một nữ đại biểu, nhưng cũng có thể là do bà không có được nguồn dẫn chứng, chứng cứ về các số liệu độc lập đề ra, diễn đạt một cách tự nhiên hơn. Giám sát mà không được nguồn chứng cứ, tài liệu độc lập là một vấn đề rất lớn của đại biểu quốc hội. Một Bộ trưởng Tài chính từng phát biểu khá thành thật trước quốc hội khi ông bị chất vấn như sau. Thưa quốc hội, đằng nào cũng chỉ là múa các con số mà thôi. Quả thực, nếu một sự chân thành như vậy có thể được quốc hội khóa trước cho qua thì chắc chắn khó lòng được quốc hội khóa 14 chấp nhận. Quốc hội đang trở nên quyền lực hơn và khó tính hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề thì vẫn còn đang đó. Quốc hội vẫn còn nhiều điều kiện để có thể kiểm chứng lại các con số mà các vị bộ trưởng đã tự ý vẽ ra. Chúng ta không thể khẳng định tất cả các bộ trưởng đều đưa ra các con số chân thành trước quốc hội. Nhưng nếu có bộ trưởng nào đang múa các con số thì có vẻ như quốc hội cũng không dễ dàng gì phát hiện ra được. Ít nhất là sự phản biện của đại biểu Ksor H'Bơ Khăp, phản biện có số liệu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì chưa từng có một đại biểu nào làm như vậy cả. Sự phản biện của đại biểu Quốc hội nêu trên rất ý nghĩa nếu được coi là một bước tiến rất đáng ghi nhận của Quốc hội trong hoạt động giám sát. Đây cũng là một lời cảnh cáo cho các vị bộ trưởng rằng múa các con số trước Quốc hội có thể đang trở nên ngày một rủi ro hơn. Một điều cuối cùng, hoạt động chất vấn, tranh luận tại nghị trường khó có thể giúp chúng ta nhìn nhận ra vấn đề nếu các số liệu được đưa ra chỉ là những con số do múa mà có. Xác lập một chế độ kỷ luật nghiêm ngặt trong việc cung cấp thông tin cho Quốc hội là rất quan trọng. Đồng thời, Quốc hội cũng cần đầu tư thỏa đáng để xây dựng hệ thống thông tin dịch vụ riêng, nghiên cứu riêng của mình. Liên quan đến nữ đại biểu Quốc hội nêu trên, hàng loạt các ý kiến trái chiều đã đặt ra trong bối cảnh hiện nay có liên quan đến các quan chức, đặc biệt là những quan chức cao cấp được cơ cấu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan đến việc đại biểu Ksor H'Bơ Khăp không tái ứng cử đại biểu Quốc hội, ngày 13 tháng 3, lãnh đạo thị xã Azunpa, tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khăp sẽ không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trao đổi với báo chí, nữ đại biểu cho biết bà không thuộc diện cơ cấu của tỉnh và trung ương, đồng thời bà thấy mình chưa đủ năng lực để tiếp tục công việc của đại biểu chuyên trách. Khi làm đại biểu Quốc hội chuyên trách, mình sẽ không có cơ hội tiếp tục phấn đấu trong ngành công an, được làm đúng ngành nghề mà mình theo đuổi mong ước từ xưa tới giờ. Bà Ksor H'Bơ Khăp chia sẻ, ngoài việc cảm thấy chưa đủ khả năng, thì mình cũng đang chú tâm theo đuổi nguyện vọng làm cán bộ công an, công việc mà mình yêu thích từ lâu nên mới không tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Bà Ksor H'Bơ Khăp nói, bà cũng mong muốn đại biểu Quốc hội và Quốc hội mỗi nhiệm kỳ đều có sự tiến bộ hơn, đảm bảo cho quyền và lợi ích của nhân dân, của Đảng và Nhà nước và được thể hiện trong luật. Mong muốn thì nhiều, nhưng cũng còn phụ thuộc vào từng cá nhân tổ chức nữa, bà Ksor H'Bơ Khăp chia sẻ. Đồng thời, theo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, các đại biểu Quốc hội của tỉnh Gia Lai khóa 14 đều không tái ứng cử để bầu cử vào Quốc hội khóa 15. Hiện, tỉnh Gia Lai có 4 đại biểu Quốc hội, bao gồm ông Hồ Văn Nên, trưởng đoàn, bí thư tỉnh ủy Gia Lai, ông Đinh Duy Vượt, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, ông Rơ Ma Tuân, chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và bà Ksor H'Bơ Khăp, trưởng công an thị xã Azunpa. Nữ đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khăp gây ấn tượng mạnh với cử tri cả nước khi có những bài phát biểu trực tiếp chất vấn, tranh luận thẳng thắn về diện tích rừng, xử lý pin năng lượng mặt trời, thủy điện trong các kỳ họp Quốc hội thời gian vừa qua. Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp được đánh giá là người thẳng thắn, quyết liệt trên nghị trường với nhiều phát biểu dậy sóng, luôn hết lòng về công việc. Ai sẽ là người đủ đức thay ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước? Quý vị thân mến, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại phiên họp, Quốc hội cũng xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công xin nghỉ công tác và được Ban chấp hành Trung ương đồng ý. Ngày 20 tháng 3, Trung ương cũng họp xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được Trung ương ghi nhận có sự trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ông Thưởng đã có những vi phạm quy định về điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng theo Ban chấp hành Trung ương đã gây ra dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long, là cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn. Vậy, sau khi ông Thưởng rời ghế Chủ tịch nước, ai sẽ là người đủ tiêu chuẩn để nhận chức danh Chủ tịch nước? Theo điểm 2.4 mục 2 phần 1, quy định 214, quyết định của Trung ương năm 2020, để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì cần phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, cần có những phẩm chất, chức năng, phẩm chất, năng lực như sau. Có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng, toàn dân, có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp. Là trung tâm đoàn kết giữa các lực lượng xã hội và cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương. Tham gia vào Bộ Chính trị, chọn một nhiệm kỳ trở lên, trở thành người đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định. Vậy, ai trong số các ủy viên Bộ Chính trị có đầy đủ đức, đủ tài, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, không tham vọng về quyền lực, có đầy đủ nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với công việc là trung tâm đoàn kết và gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, lãng phí, cơ hội hay vụ lợi.